ខ្ញុំឈ្មោះខៀវច័ន្ទលីជាកណ្ដាក់នៃកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរថប់សូវីសនេះខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយរៀននៅវិទ្យាល័យខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកខាងគណិតវិទ្យាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំក៏បានចូលរៀនបញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យចំណាយពេលសិក្សាបញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅចន្លោះពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការងារអ្វីផ្ស
nhưng riêng rồi hốt đã tới chọc chúng bố ở ca sắc xa phần này nước nhằm mặt cực nhằm mình đã kết hạ với miền phòng bạc nông ca rau ca nghe thơ tê bố ấy nhằm kết hạ cực ăn cực hiệp cứ trâu ca cái nạn này có đồng bấy cà tra rồi bài ca chùm nổ chân này bà chăm thang ngay rồi bỏ ăn cực hiệp nụ đồng bấy khá lai chìa cái nạn này có đó là ôm rút nhằm kết hạ dân trâu miền chất ở ông nọt ọt thốn xa phía giếm nâng khách khóm răng bài thuộc ca nghe dục chất tục đạt lời ca nghe rồi ấy cái nạn này có cứ dùng khăn nà bà xin chỉ dân mình dục chất tục đạt tế cứ vì ai khâu nâng khâu bình chí xin nam rồi bỏ cồng hôn bắt bọn chân nô chân này rồi bỏ cồng hôn ca nghe để khi nhóm xa bài chất bình rồi thằng ngày này cứ riêng chăm bình chí chân nô chân này rồi bỏ cồng hôn chân nói để khi nhóm xa bài chất nâng thơ xâm rạp cồng hôn sắp thằng ngày này cứ riêng chăm bác bạc hai bộ cồng lớp riêng chăm bình chí chấm nô chân này bao bao rồi bao cầm hôn, bạc cả pon chun cầm hôn, nâng riệp chăm insurance chun bao cầm lực, chấm bùa khmer chấm nón cài này khi em gặp tha bớt sân chỉ quạt sờ lạnh phanai khang cái nẹt này, cứ quạt treo khát khao sắc xa phanai cái nẹt bị chia, riêng kịch lệ ở bàn chấm ba lo, nâng miên chết ẩm nọt, tao su ắt thôn, tiếp quạt ai khai chia cái nẹt này có bàn, quạt treo riêng pi chung nén cái nẹt này hay nâng phía xa ông lấy có chìa phần này xung khăn mỗi đài rủ ấy bài chụp bóng phía xa ông lấy cứ vừa miên thạp bây giờ tổ lùm tổ lì xâm rạp vừa càng nghe bọn bọn đã chăng khai chìa chìa cái nẹ này có bọn bọn trọng khách khám răng bài phần này phía xa cái nẹ bị chìa phần này phía xa hay nồng phần này công chụp tờ